chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Diễm ở một nơi rất đặc biệt. Diễm đang ở đất mũi Cà, Diễm đang ở thành phố Cà Mau. Thì Diễm hôm nay đi cùng với lại anh Hải Sapa TV, rồi anh Phạm Dũng, anh Hà, anh Hà Còi, và đặc biệt là đi với bạn Trương Ánh, bạn Ánh Cua. Thì Ánh Cua ở đây rất là lâu rồi, và Ánh giới thiệu cho mình đến một cái quán rất là đặc biệt, đó là quán bún cá, bún nước lèo. Thì hôm nay thì Diễm sẽ đi tới đây để ăn thử và review cho các bạn xem luôn. Địa chỉ ở đây là số 6 đường Hùng Vương nha các bạn. Đây. Em chào chị. Ủa, quán mình bán từ mấy giờ vậy chị? 11 giờ. À, 11 giờ trưa là đã bán rồi ạ. Thế mà bạn em nó tưởng đâu giờ này chưa bán, không phải đi trễ một xíu nữa. Để cho chị làm cho khách xong rồi đó. À, mình có cái gọi là cái này là cái tay heo bì ạ? À? À, là bún nước lèo này có bì hả chị? Có bì. Wow. Đây là bì nè. Ồ, em mới biết luôn. Bì với lại cá lóc. Cá lóc với tôm. À, bì, cá lóc và tôm. Wow. Đây là cái nồi nước lèo của chị nè. À, cho em hai tô đầu cá Ánh nha. Đúng rồi, chính xác luôn. Diệp rất là thích ăn bún nước lèo và có đầu cá. Đầu cá ha. Dạ, nói chung là cho em hai tô đầy đủ, có đầu cá. Bắt chị chơi với. Tô bình thường là bao nhiêu chị hả? 30 ạ? À? Là 40 là 70. À, là một tô đặc biệt là 70. Bình thường chứ có đặc biệt. À, bình thường. Đầu cá riêng. À, tính chưa dân. Hôm nay thì mình với lại Ánh đánh lẻ các bạn ha. À, nguyên đoàn YouTuber Bắc Trung Nam thì bây giờ trời mưa cho nên là vẫn còn đang ngủ say giấc. Thì mình với lại Ánh rất là thích ăn bún nước lèo cho nên là hai đứa quyết định là đánh lẻ riêng. À, cho em ra ngoài đó đi ha. Hai đứa mình đánh lẻ. Thì tối nay sau khi mà ăn món bún nước lèo xong thì tụi mình sẽ dẫn các anh đi ăn, các anh chị đi ăn món bánh tầm cây của đặc trưng của Cà Mau. À. Tô bình thường, tô không đầu cá là 30. Tô có đầu cá là 70. Thường là bán mấy giờ là hết vậy hả? À, 11 giờ. Con ơi. Nặng lắm, kêu cái đầu lấy giùm đi. Diễm rất là thích ẩm thực ở miền Tây. Mình nói chung mình là một người con miền Tây nên là mình rất là thích ẩm thực miền Tây. Thì hy vọng rằng thời gian tới có thời gian thì mình sẽ trải dài về các tỉnh miền Tây để review những cái món miền Tây cho các bạn. Cái đó là nước chung hết luôn hả cô? Cái con bịch nó là cái gì, chứ được 5 bịch. Với một bún bì của con. Có cơm ra giùm em. À, là có bún bì riêng nữa hả chị ha? Bún bì nước mắm chua nữa. À. Bún bì đó là bao nhiêu? Cũng phần 30 hả chị? 30. Wow. Rồi. Nóng. Xong cái này sẽ tới mình nha. Chị bán đi bao năm rồi vậy hả? Chắc lâu rồi vậy hả? Có 15 năm. 15 năm ạ? À? 10 năm. À. Cái này em bán cho bà chủ. À. Mà nó tao làm sao kịp đó. Đây, chị đang làm hai sắp mấy cái này lên của anh này xong mới tới mình.
Đây mình sẽ quay một xíu không gian ngoài đây cho các bạn xem nè. Mưa ướt rồi. Đổi cái ghế khô đi. Đây là hôm nay mình đi ăn với bạn Ánh nha. Tụi mình hôm nay là đánh lẻ nha. Nói đánh lẻ là các bạn biết tại sao không? Tại vì sáng nay tụi mình ở nhà Ánh là đã ăn bún nước lèo rồi. Thì mình biết chắc một điều là rủ đi ăn nữa thế nào cũng bị chửi. Nên là hai đứa mới quyết định là bắt taxi và tự đi ăn các bạn ạ. Đây nè bạn Diễm, ăn bún nước lèo là phải ăn chung với cái bắt này. Cái bắt quán nào mà như là để chăm đó là nhiều khi không đúng ăn luôn. Dù bún nước lèo ngon nhưng mà phải nặng trái tắc nha, tại vì cái vị của trái tắc đó, nó hợp với bún nước lèo đối với người Cà Mau, nó thơm hơn là dùng chăm. Đây mình xin ngồi đây tại vì nước nó nhiễu. Và cái kia là ớt xay hả? Đúng rồi, ớt bồng. Đây. Mình thích ăn ăn bánh canh hoặc là ăn bún nước lèo đều thích ăn ớt kiểu này nè. Để cho các bạn xem nè. Đây. Dở lên nghe mùi cay sọc vô mũi luôn á. Nhưng mà ngon, nói thật sự là đang chảy nước miếng luôn á. Nhưng mà đối với Ánh thì bún nước lèo là không có heo quay đúng không? Rồi, tại vì tùy theo ở địa phương thì nó có cái cách nấu khác nhau. Giống như ở Cà Mau á, thì chỉ có tôm và cá thôi. Còn như ở những tỉnh khác có nhiều ăn loại rau khác. Thay vì giá hẹ thì người ta có thêm cần nước, rồi heo quay, rồi chả cá, rồi nhiều chả cá mà dồn trong chả ớt. Qua này, ở Sài Gòn này hay có kiểu đó. Đó thì cái đó cũng là từ các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng á, là lại có những cái thứ đó. Nhưng mà Cà Mau là chỉ có cá và tôm thôi. Cá tôm, còn cái bì đó là sao? Anh ăn cái bì đó bao giờ chưa? Có cái bì nó ăn cũng thú vị á. Nhưng mà mình thì mình không thích ăn có bì, có người thì thích, tùy theo sở thích của người ta thôi. Anh chắc là cho ớt vào luôn nha anh. Các bạn thấy anh có xinh gái không? Hiện tại thì tụi mình đang có một cái hành trình đi về nhà Ánh chơi. Và những cái bữa ăn thế này là những bữa ăn tối nay thì tụi mình sẽ lên xe để về Sài Gòn. Bởi vì đi gọi là đi sông pha rồi đi đi ngao du các tỉnh là bữa giờ là khoảng 20 ngày rời khỏi Sài Gòn rồi các bạn ạ. Nên là sau khi mà ăn xong những cái bữa ăn ở Cà Mau, thành phố Cà Mau á, thì tụi mình sẽ di chuyển về Sài Gòn. Ánh có kênh là gì Ánh? Kênh của mình là Ánh Cua nha các bạn. Các bạn thấy Ánh rất là tươi luôn đúng không? Thì khi mà các bạn xem video này thì khi bạn kéo xuống phần bình luận thì mình sẽ ghim cái kênh của Ánh ở dưới phần bình luận để ôi mẹ ơi nước rồi. Thì mình sẽ ghim cái kênh của Ánh để mà các bạn qua ủng hộ cho Ánh nha. Thì hiện tại thì Ánh chỉ mới có một video đầu tiên thôi, video quay tại sân bay, nhưng mà trong thời gian tới thì hứa hẹn là sẽ có nhiều clip mới đúng không? Cô mày gọi có bì luôn hả? Có bì luôn. Kêu hai tô đầy đủ, có bì và đầu cá luôn. Vậy là đây là tô đặc biệt đó, là đầy đủ hết mọi thứ. Ánh ăn để review cho các bạn xem luôn nha. Mình xin phép mình ăn trước bạn Diễm nha. Mời các bạn nha. Các bạn trong này là có cái rau chuối bào nè, rồi hoa chuối, rồi có giá, có hẹ, có rau thơm. Mà bún ở đây là đặc biệt là bún ở người Cà Mau á, thích ăn cái bún mà bột lọc chứ không phải là bún cái bột dùng cái bột mà nó đục đục là bột gạo nhiều hơn. Còn này là bún bột lọc nha. Đây bạn cũng ra luôn rồi. Đây là nem tắc này kia đi chứ. Thôi mình đợi hai cái đầu chờ xin miếng rau thơm đó. Ôi trời. Nó giang mạnh lắm các bạn ạ. Đây. Cái mày nắng tắc cho nó phù hợp với bún nha. Các bạn coi hai cái đầu cá nè. Mình á, mình ăn tô bún nước lèo này mình thích nặng nhiều tắc, cỡ hai trái, chứ một trái nó không có đủ đồ. Em hai cái đầu cá nha chị ơi. Nặng giá mà. Thật ra chị chủ tưởng đâu hai đứa mình một cái đầu cá các bạn. Nãy giờ bạn Diễm nha. Ok. Mấy trái Diễm ăn một mấy trái được rồi, một trái được rồi. Đây. Đây. Bạn thấy hấp dẫn chưa? Hai đứa mình không có hợp nhau ở chỗ nào nhưng mà chỗ ăn là rất là hợp. Các bạn coi nè. Ánh ở đây. Đó. Rồi, Ánh ăn và review cho các bạn luôn nha. Ok không?
cái nước mắm á nó không quá mặn cũng không quá lạt, nó vừa với người Cà Mau. Nhưng mà bạn Nhiễm một lát ăn thử coi thử là cái vị mắm ở ở Cà Mau nó khác gì với so với những ở chỗ khác. Mà cái phần bì vô á nó làm cho thơm hơn cái bún nước lèo này, nó làm cho tăng đậm đà đúng không? Đậm đà nữa. Anh ăn cá đi. À, đây là đầu cá lóc mà tụi mình kêu này. Cá nè. Ồ. Cá mà nó nhìn nó có mỡ như vậy nè bạn, là rất là béo. Chấm như vậy này. Đây bà thấy nước mắm này rất là ngon luôn nha. Cái hương vị này với cái hương vị mà sáng nay mình ăn ở nhà anh thì cái nào thấy cái nào là hợp hơn anh? Tất nhiên nhà anh ngon hơn. Nhưng mà không thể nào mà chê ở chỗ này được. Đúng rồi. Cá rất là tươi mà nó mình ăn mình cảm nhận được là cái sớ thịt của trong cá nó tươi ra. Ăn rất là tươi. À, thật ra thì ở thành phố Cà Mau này có cũng vài quán nổi tiếng đúng không anh? Cũng vài quán nổi tiếng về cái món bún nước lèo này, nhưng mà quán này lại là một trong những quán mà được người dân lại ưa chuộng. Đúng. Cái chỗ này á là tại vì sao người dân ưa chuộng nhất? Tại vì đúng phong cách của người Cà Mau là chỉ có tôm và cá thôi. Mà đặc biệt ở đây á là có luôn cả đầu cá mà nè. Mọi người thấy nè, có một cái khúc xả ở trong cái đầu con cá nè, để cho nó thơm. Nó làm cho con cá mình nó bán bỏ cái mùi tanh đi mà nó lại thơm mùi xả nữa, lại nó kết hợp rất là tuyệt vời. Ăn vô mình không có thể không chê vào đâu được. Không chê vào đâu được hết. Mà mình rất là ghiền món này, có thể là mình ăn cả tháng luôn á, ăn sáng bằng bún nước lèo, nhiều khi tối cũng ăn bún nước lèo, ăn cả tháng không ngán luôn. Ngày xưa mình ở Cà Mau, mình học ở Cà Mau á là mình ăn liên tục, và nhiều người nói là mình là giống như là kêu là út nước lèo luôn á. Tại vì các bạn nói như thế để các bạn hiểu rằng tại sao mà tụi mình lại trốn đi ăn món bún nước lèo này là như vậy. Đó. Thì anh ăn xong một xíu mình sẽ nhờ anh quay giúp mình để review cho các bạn xem. Đây là tô của mình nè. À, các bạn thấy ngon chưa? Thêm miếng ớt vô đây. Đúng rồi. Có ớt vô nó thơm hơn nữa, mà nó kích được cái vị giác thèm ăn của mình đó. Nó gọi là vị giác đấy. Kiểu như là mình sẽ ăn được nhiều hơn bình thường, mình ăn được một tô phải không? Thêm miếng ớt vô bút được thật không? Hy vọng rằng thời gian tới thì những cái dự định của anh là anh sẽ làm nhiều hơn về những món ẩm thực ở Cà Mau. Đầu tiên là Cà Mau anh ha. Đầu tiên là ở Cà Mau, thì sau đó thì các tỉnh còn lại thì Diễm sẽ thầu, anh sẽ thầu ở Cà Mau. Thật sự thì ra cái clip đầu tiên thì cách đây cũng tại vì anh không có thời gian á, cho nên là công việc nó đổ dồn vô và mình phải xử lý rất là nhiều, cho nên là mình chưa có thời gian để đi quay review về những gì mà về Cà Mau. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mình ra clip đều đặn hơn và sớm hơn để cho các bạn có thể là xem và trải nghiệm. Đây, bây giờ xíu nữa mình sẽ nhờ anh cầm để mà mình thử cái hương vị nước lèo này xem là như thế nào nha. Đây. Chào các bạn, Diễm đây. Các bạn thấy là hai đứa con gái thì ăn với nhau và đi review, vừa ăn nhưng mà thật sự là vẫn không quên nhiệm vụ là review cho các bạn xem. Nuốt nước miếng nãy giờ mấy lần rồi. Mình với cái món gì mà ngon thì mình đây, mình sẽ cho ớt vào nha. Tắt thì anh đã nặng cho mình rồi, mình sẽ chan một xíu nước mắm lên nhẹ thôi, tại vì cái này nó đã có cái độ mặn rồi. Thật sự thì món bún nước lèo này Diễm đã từng ăn rồi, nhưng mà ăn mà có thêm cả cái bì như thế này ấy, thì lần đầu tiên Diễm được thưởng thức. Mình đi Tây Bắc về á, mình không bị tăng cân các bạn ạ, nhưng mà mình đi miền Tây là mình bị tăng cân ngay. Tại vì cái hương vị ở quê hương mình nó làm nó hợp khẩu vị với mình, và mình ăn mình với ánh đều như vậy hết. Đi Tây Bắc thì hai đứa cũng tự tin là không bị tăng cân, nhưng mà khi mà xuất phát về miền Tây, về khu vực các tỉnh Tiền Giang, về khu vực miền Tây là rồi xong, xác định là xong. Đây, Diễm mời các bạn nha. Phải nói là rất là đậm đà luôn. Mắm này sử dụng là khác cái mắm lúc sáng mình ăn anh ạ. Mắm ở nhà anh là làm mắm cá mồng gà. Nhưng mà mắm này mình nghĩ là mắm cá sặc á. Quá ngon luôn á. Thật sự là nếu mà các bạn về Cà Mau mà các bạn không ghé ăn tô bún nước lèo thì
hơi phí cả chuyến đi. Ủa mắm ở đây là mắm gì vậy chị? Đó, anh đoán rất là chính xác, tại vì người dân Cà Mau rất là đặc sản, giống như là mắm cá sặc là đặc sản của người Cà Mau luôn ấy. Nấu mắm cá sặc lèo là dùng cái loại mắm này. Nhưng mà sử dụng cái bì á, nhưng mà nó không làm mất đi hương vị mắm nha, mà nó cũng không làm mặn như nước lèo nữa. Mình ưng ở chỗ đó. Nói muốn nước lèo làm từ mắm nhưng nước nó không hề quá mặn, nó rất là thanh và nó mang cái hương vị rất là thơm. Dạ Phan Diễm Vlog ạ. Phan Diễm Vlog ạ. Thì làm sao mình về miền Tây mọi người nhận ra thì mới được. Đây. Cái rau thơm này à, cái này là gọi là rau, nói chung là rất là thơm, mình bỏ nó rất là hợp. Nếu mà ăn bún mắm mà không có cái lá này thì không cãi cái tô bún mắm, thật sự là như thế. Mình khi mà gặp một cái món gì ngon, bản thân mình rất là hào hứng. Chị đang nói đùa các bạn ạ. Chứ người Cà Mau ai cũng đẹp và dễ thương. Phải nói là cái tô bún mắm này nó rất là ngon luôn á. Một tô như thế này là 70 ngàn nha các bạn. Nếu mà các bạn kêu tô bình thường thì chỉ 30 thôi. À, bạn Diễm ăn miếng cá cảm thấy như sao? Thật ra thì cá lóc này là cá lóc nuôi. Và người ta nói chung sử dụng chung là nấu bún nước lèo, bún mắm này kia thì sử dụng cá lóc nuôi. Tại vì cái thịt nó, dù nó hơi mềm nhưng nó lại béo. Và cái đầu cá thì nó lại ngậy, nó béo, nó có mỡ. Và cái ruột nó rất là to. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái đầu cá này. Có khúc xả nữa kìa. Đây, đặc trưng là khi mà người ta luôn nhét cái xả này vào để cho cái, tại vì cái bao tử này này các bạn, nó sẽ không bị tanh. Sẽ ăn cái bao tử luôn nha. Đầu cá rất là kỹ á. Và người ta cho xả này kia vào đó, nó rất là ngon. Để Diễm nó sẽ ăn thử cái con tôm này nữa. Nếu ở Sài Gòn thì các bạn sẽ thấy một cái con tôm đó bằng khoảng ngón tay cái thế này. Nhưng mà ở đây thì người ta lại sử dụng cái tôm nhỏ này. Không biết tại sao anh ha? Không có, tại bữa nay là chắc là tôm nhỏ chứ bình thường mình ăn là tôm nó cũng to á bạn Diễm. Tôm nhỏ mà nhiều con thì cũng khá là dai. Diễm sẽ ăn một miếng nước nữa nha. Điểm 10 cho chất lượng. Điểm 10 cho chất lượng thật sự là hôm nay cảm ơn anh rất là nhiều vì đã giới thiệu cho mình một cái địa chỉ ăn bún nước lèo rất là đậm đà, rất là ngon. Không có chi bạn Diễm ơi. Và một cái điều đặc biệt đó là nó đúng hương vị của người Cà Mau đúng không? Đúng rồi. Đó là điều đặc biệt. Thì nãy giờ hai đứa mình cũng đã giới thiệu qua hết cho các bạn xem rồi. Đấy, đây là cái bì này. Các bạn yên tâm, có cái bì này nhưng mà nó không làm phai nhạt đi cái hương vị bún mắm đâu. Thì hy vọng rằng thời gian tới hai đứa mình vẫn sẽ luôn được các bạn yêu thương ủng hộ. Nếu mà các bạn đã xem video này rồi thì các bạn nhớ đăng ký kênh Phan Diễm Vlog và kênh Anh Cua nha. Hy vọng rằng thời gian tới thì tụi mình thi thoảng sẽ có sự kết hợp với nhau thế này để mang lại một cái không khí mới cho các bạn, và vẫn luôn được sự yêu thương ủng hộ các bạn nha. Diễm nhắc lại là nếu mà bạn nào yêu thương bằng Ánh thì Diễm sẽ ghi cái phần bình luận kênh của Ánh ở dưới phần bình luận, và các bạn nhớ vào đăng ký subscribe ủng hộ Ánh nha. Bây giờ thì tụi mình xin kết thúc video ở đây và để tụi mình thưởng thức hết cái tô này, sau đó về đưa cái biệt đội kia đi ăn, tại vì đi thật sự là đang đi trốn đấy các bạn ạ, không ai biết tụi mình đi đâu. Xin chào mọi người. Ok, Ánh cô cũng chào mọi người luôn nha.